Đã test gì ạ? Cũng có hình nộp chiếc Winner nha. Bao nhẹ nha. Chào anh em Winner 150 nha. Sẵn đây đang làm đồ quay lại cho anh em tham khảo luôn. Thì cấu hình này thì mình kiểm tra cùng với anh em cái đời cũ chủ xe. Cái đời cũ chủ xe thì anh em thấy là bị tuột nồi nè, bố sắt ra như bùng nha. Đó. Tại vì cái này là mình khuyến cáo anh em rồi, không có nên xài là bố lô sắt lô nha. Nó sẽ bị là bào bố của anh em và rất mong tuột nồi ha. Thì cái này là sắt lô nè, bào bố rất nhanh ha. Mình khuyên với anh em là không đi sắt lô nha. Đây. Đây là sắt zin mình đưa cho anh em coi ha. Đây. Không có lỗ nha. Và này thằng có lỗ nè. Đó. Khác biệt hoàn toàn ha. Rồi. Cái hai nhôm nồi của chủ xe thì anh em thấy là bị là sọc mòn rồi, thì mình làm gói tiết kiệm cho nên mình làm lại chủ xe là hết sọc huyết nè. Đó, bao đẹp cho anh em ha, không còn bị sọc huyết nha. Trắng đẹp ha. Rồi, về phần bố sắt thì anh em thấy là bị mòn chai nè. Đó, sắt cũ chủ xe thì mòn chai nó ra bã rồi, rất là dơ nha. Đó, cháy đen thui luôn rồi. Thì mình sẽ đi chủ xe combo là bố sắt thái nha. Combo nó gồm có là 5 lá nè. 5 bố bản lớn nha. Mình đi đúng có hình zin chủ xe luôn nha. 1 2 3 4 5 ha. Đó, chiếc xe một cho anh em luôn. Để cho anh em tham khảo nha. Thì còn cái phần lá sắt thì mình sẽ đi tại chủ xe là full combo là 4 sắt thái nha. Đó, 4 lá. Rồi về mình bắt đầu banh ra cho anh em coi nè. Đó. 1 2 3 4 ha. Combo là đúng zin thái cho anh em. Đó, 4 sắt thái. Quá đẹp cho anh em ha. Và cái lò xo cũ chủ xe thì anh em thấy xài một thời gian nó bị lúng xẹp xuống nè. Nó lúng lại ha. Rồi mình sẽ đi chủ xe là combo 6 bốn cái lò xo nồi mới nha. Đó, bốn lò xo nồi mới. Đồ lò xo này thì đàn hồi tốt hơn lò xo cũ của anh em rất nhiều. Để cho anh em chạy với bắt ha. Thì anh em Winner X, Winner 150, Winner V3 thì muốn làm nồi thì ghé bên Độ Xe Việt Nam nha. Bên mình tiến hành kiểm tra và làm cho anh em vừa ý ha. Rồi, cảm ơn anh em Winner. Rồi, chào anh em Winner 150 nha. Sẵn đây tiến hành ráp nồi mình quay lại cho anh em tham khảo luôn. Cấu bên này mình sẽ đi chủ xe là full combo là 5 bố thái, 4 sắt thái và 4 lò xo nồi mới luôn nha. Để cho cái độ đàn hồi tốt hơn, chủ xe khỏi bị tuột nồi chạy nóng máy hao xăng nha. Đó. Thì đầu tiên anh em cho lá bố vô cái đế nồi ha, lá bố vô đế nồi. Rồi tiến hành tới lá sắt, thì cứ xen kẽ là lá bố tới lá sắt nha. Và mình kết thúc cuối cùng bằng lá bố nha. Rồi, tiến hành cho mà ép nồi vô. Đó, anh em cho đúng vị trí nha. Rồi, mình tiến hành định tâm cái phần lá bố nha anh em. Định tâm lá bố rồi mình cho 4 lò xo vô. Rồi, tiến hành cho 4 lò xo nồi vô, 4 lò xo nồi vô ha. Và tiến hành bằng ép vô. Lò xo thì có hai chiều nha. Anh em nhớ để cái chiều lớn nằm trong còn chiều nhỏ nằm ngoài nha ha. Đó. Sau khi bạn 4 tháng xíu lò xo thì anh em nhớ định tâm lò xo nồi nha. Định tâm lại ha. Rồi bắt đầu tiến hành xiết từng con một ha. Xiết đều 4 lò xo nồi nha. Cấu hình là mình xiết đối chiếu nhau nha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành là canh chỉnh và upload nồi và test xe cho anh em ha. Rồi cảm ơn anh em Winner 150 nha. Test thử chiếc Winner mới làm phun cái bộ nồi thái nha. Bao nhẹ nhàng nha anh em. Đó, quá ok cho anh em ha. Đó, lên ga là có ga cho anh em liền ha. Phun cấu hình bộ nồi thái nha. Bao nhẹ nhàng cho anh em. Đó, bóc anh em ha. Rồi, mình test thử rồi mình chạy về giao xe nha nè. Rồi mình đã test gì ha, cũng có hình nồi của chiếc Winner nha. Bao nhẹ nhàng chủ xe ha. Rồi sẽ giao xe chủ xe để xe về anh em ha. Đã biết khóa đơn phiếu hành đầy đủ cho chủ xe đây nha nè.